Yo yo, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của OMG Central và mình là Tuấn Vàng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái tựa game chơi nó cũng rất là ức chế nhưng mà nó lại rất là cuốn hút. Và cái game này thì hiện tại thì nó cũng đang có phiên bản demo để cho anh em vào để mà trải nghiệm game anh em nhé. Và đây chính là cái dự án mà mình muốn giới thiệu cho anh em trong ngày hôm nay. Nó có tên là Double Jump, dịch ra tiếng Việt mình hình như là nhảy hai lần. Còn đây là cái trang web của dự án anh em nhé. Và mình sẽ dịch ra tiếng Việt để cho nó dễ hiểu hơn. Và cái game Double Jump này ấy, nó là một cái dạng trò chơi platform royal với nhịp độ nhanh. Có nghĩa là anh em chỉ cần hiểu là anh em sẽ vượt qua các cái chướng ngại vật để mà giành được cái cúp, cái phần thưởng. Và phần thưởng ở trong cái game này thì nó chính là cái tốc quần jump. Đấy, và cái cách chơi như nào? Thì cái cách chơi thì anh em sẽ sử dụng cái bàn phím là nút V kép này, A, S, D. Và anh em sẽ sử dụng cái nút space là nút cách của mình ấy. Là anh em sẽ bấm vào hai lần thì sẽ là nhảy hai lần. Anh em chỉ bấm một lần ấy thì nó sẽ nhảy thấp hơn. Đấy, bấm hai lần sẽ nhảy cao hơn. Cái chỗ chữ E này là để anh em đấm đối thủ. Đây này, ví dụ như nó đang chạy trước mình đúng không? Thì mình sẽ đấm nó để cho nó lùi ra đằng sau mình thì mình sẽ về đích sớm hơn. Khi mà mình về đích sớm hơn thì nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thôi. Còn đây là cái roadmap. Thì cái game này nó đã bắt đầu từ quý 3 của năm 2022. Và hiện tại là mình thấy nó đang chạy là cũng vẫn theo roadmap anh em nhé. Thì quý 2 năm 2023 thì nó đã ra cái phiên bản alpha để cho anh em có thể trải nghiệm game rồi. Nhưng mà tiếc một cái là bây giờ bắt đầu mình mới tìm ra cái game này, cho nên là mình mới có thể review được lại cho anh em. Còn đây là cái team dev này. Đấy, anh em nhìn thấy nó cũng khá là đông. Đấy, mình chỉ gọi là giới thiệu qua qua thôi. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về game ấy thì anh em sẽ tự chủ động để tìm hiểu anh em nhé. Còn mình chỉ review và mình chơi để cho anh em xem trước. Đến lúc mua up trend ấy, nếu như anh em thấy cái game này rồi thì anh em biết là bên OMG người ta đã review rồi. Thì bây giờ mình sẽ sang mình xem một chút về cái cách chơi. Còn tất nhiên là khi mà nó ra cái phiên bản mainnet ấy thì team mình ấy sẽ cập nhật thêm những cái thông tin mới của nó cũng như các cái tính năng trò chơi mới. Còn chắc chắn là nó sẽ khác với cả alpha rồi anh em ạ. Đấy, và đây là cái mà người ta sẽ giải thích cho anh em những cái cách chơi và những cái cách anh em có thể là kiếm tiền ở trong cái game này. Đầu tiên thì anh em có thể chơi cái game Double Jump này ở đâu? Thì anh em có thể chơi cái trò chơi này ở trên trình duyệt web hoặc là cái thiết bị di động, nhưng mà mình nghĩ là chắc cái lúc mà nó ra mainnet ấy thì nó mới có phát hành ở trên điện thoại. Còn bây giờ thì nó chỉ chơi ở trên trình duyệt web thôi anh em ạ. Và dự kiến thì khi nào trò chơi này ra mắt thì cái mục tiêu của cái game này ấy, nó sẽ ra mắt alpha vào cái quý 2 năm 2023. Còn cái chế độ mainnet thì là mình chưa thấy có ghi ở đây anh em ạ. Đấy, và trong cái chế độ alpha này thì nó sẽ có cái chế độ quan sát và chế độ chọn bản đồ cũng như các cái tính năng yêu cầu khác. Và cái jumper ở trong cái game này nó chính là cái nhân vật của cái game Double Jump này. Đấy, và họ cũng có thông báo ở đây là họ cũng đã bán hết cái bộ sưu tập đầu tiên của họ là cái bộ Origin Collection Jumper. Và khi anh em vào trong cái game này anh em chơi ấy thì anh em sẽ đua với nhau để mà nhận được cái đồng token. Và cái đồng token nó tên là Jump. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào mình test cho anh em một game ở hai cái chế độ, hai game ở hai chế độ. Đấy, thì anh em sẽ truy cập vào web nó nhá, xong anh em bấm vào là chơi demo. Rồi, và đây chính là cái giao diện của cái trò chơi Double Jump này. Thì khi mà anh em vào trong game ấy thì anh em sẽ được lựa chọn là ba cái nhân vật và anh em sẽ đặt cái tên nhá. Như đây là mình đã đặt tên rồi. Và anh em muốn chơi luôn thì anh em sẽ bấm vào nút play để anh em có thể là chơi với tất cả mọi người trên thế giới. Còn nếu như mà anh em có bạn bè muốn vào để anh em solo hay là có một nhóm bạn nào đấy muốn chơi cùng với nhau thì anh em sẽ bấm một cái nút là create party. Đấy, để mà anh em có thể tạo một cái map để cho anh em có thể chơi. Thì một lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái phần này. Đấy, và nếu như mà người bạn của anh em tạo rồi ấy, thì anh em sẽ chỉ việc là bấm vào là zone party là anh em sẽ nhập cái code vào đây là anh em sẽ tham gia được vào trong cái map của họ. Đấy, rồi mình sẽ vào mình chơi với cả anh em trên thế giới trước nhá. Đấy, khi anh em chơi thì anh em nhớ là tắt cái Việt Key đi để cho nó có thể là bấm được cái nút WASD này này. Đấy, còn nút E thì là đấm vào nó. Đấy nhá, đâu này, đây hiện tại bây giờ chỉ có mỗi hai ông và ba ông vào này. Đấy, anh em thấy không? Cứ ấn E là đấm nó. Còn lúc nào nếu mà thấy kiểu thằng top 1 mà nó gần gần mình ấy thì là mình sẽ đấm nó để cho mình phải về top 1, kiểu thế. Giao lưu tí nhỉ. Đây là cái phần mà họ trailer của cái map này. Đấy là anh em sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật này để mà có thể về đích và nhận được cái phần token. Chúng ấy chơi toàn top 1, không biết bây giờ làm video có vẻ hơi lag nhỉ. Chúng ấy chơi mượt lắm mà ta. Đây thì anh em cứ chạy theo cái kim đồng hồ này. Đấm ngay đấy, anh em cứ đấm thôi để cho nó nhảy xuống cho nó đỡ KS cái vị trí top 1 của mình. Còn thằng này này thằng này chuẩn bị ăn gõ này.
ăn gõ ngay. Đi đâu được? Bạn định làm gì? Ui. Qua cái màn này thì chắc chỉ có cái khúc này gọi là khó nhất thôi. Đấy. Ui. Cái búa này mình lại không qua được như nào nhỉ? Nhỏ rồi. À được đấy bạn ơi. Rồi, về đích. Nhưng mà top 5 anh em ạ. Hơi cùi. Chắc là làm video hơi tâm lý tí. Đấy, còn khi mà anh em đã hoàn thành rồi thì anh em sẽ được xem những cái thằng ở đằng sau này. Nó đang chạy này. Đấy, con này này. Ăn phát búa đây. Ái xời. Thế cũng cu cậu cũng qua được. Đây này, khi mà mình về top 4 thì mình sẽ được 12 điểm. Còn top 1 là 25 anh em ạ. Đấy, game này chơi thì nó cũng rất là dễ thế thôi. Nó cũng không có gì. Còn khi mà nó ra minnet ấy, thì nó sẽ có nhiều những cái giao diện hơn. Đây về mình sẽ ra mình check xem là hiện tại nó đang có bao nhiêu cái giao diện nhé. Đây mình sẽ bấm vào là Create Party này. Đấy, để mà tạo ra một cái map để cho anh em có thể chơi. Thì anh em có thể chọn là random thì nó sẽ random ra bất kỳ một cái map nào mà nó có. Đấy, còn hai là anh em có thể chọn. Đây, cái map này là map tiếng Anh thì đọc khó quá thôi, bỏ qua nhé. Đây. Hiện tại thì là nó đang có 5 map anh em, 5 map. Đấy, và đây là cái code này, anh em có thể gửi cho bạn bè. Thì khi mà bạn bè của anh em mà muốn zone vào trong cái code thì sẽ bấm vào đây. Đây này, đấy, thì nhập cái code vào đây xong là bấm là zone this party là vào game. Thế thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tự tạo ra một cái để mình test xem là cái map. Đây, mình sẽ chơi thử cái map. Map này đi. Cái map vàng này xem như nào. Tự dưng quay video cảm thấy nó hơi lác lác anh em ạ. Kiểu hơi giật giật tí. Đấy, trước lúc mà chờ mọi người vào ấy, thì như nó là cho anh em mình tầm khoảng là 25 giây đúng không? 25 hay là 30 giây mình không để ý. Chắc là tầm 25-30 giây để mà chờ. Còn nó sẽ có một cái màng ở đây này. Đấy. Khi nào nó hiện ra cái phần trailer của cái map này. Đây, như này. Thì mình mới bắt đầu mình được chơi. Đấy, nó sẽ tùy thuộc vào anh em chọn map thôi. Riêng cái map này theo như mình nghĩ là anh em nhảy thẳng xuống dưới luôn. Để anh em lên được trên cái phần trên này này. Thì mình nghĩ là đi nó nhanh hơn đấy. Khó chịu thế nhờ. Chơi cái này giống kiểu Audition ngày xưa chắc là nát hết phím cách anh em ạ. Đấy, sau đấy thì anh em sẽ phải nhảy qua các cái lá cây này để mà anh em có thể là leo lên trên cái đầu kia. Ui. Hôm nay ngồi chơi mình toàn nhảy một chạm thôi, bây giờ quay clip có vẻ hơi tâm lý nhỉ. Rồi. Ô. Ui. Đi phát cuối rồi lại còn tâm lý rồi, tâm lý quá anh ạ. Tâm lý quá. Lên. Rồi. Để đi qua cái này cũng khoai này. Lên rồi. Ui.
Cái này là hết thời gian đấy anh em nhé. Nếu mà hết thời gian thì mình sẽ không được điểm nào anh em ạ. Còn nó phải ở trong cái khoảng thời gian của nó cơ. Rồi ok, đây là toàn bộ video ngày hôm nay về cái dự án Double Jump mình muốn giới thiệu đến cho anh em, để cho anh em biết trước trong cái mùa uptrend sắp tới thì anh em có thể lựa chọn các cái dự án game để anh em chơi. Và trong cái thời gian sắp tới này thì mình cũng sẽ tìm thêm rất là nhiều game để mình review ở trên kênh mình. Nếu như anh em cảm thấy như anh em thích chơi game file và trong cái mùa uptrend sắp tới thì anh em follow cũng như là nhấn chuông thông báo để mình nhận được những cái video mới nhất từ kênh OMG Central anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và có thể kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.